Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa tới Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bây giờ Hê-rô-đê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời lần. Khi có một linh mục đang giảng tiếng tâm cho khoảng 500 tín hữu trong một hội trường rộng lớn với đề tài hãy làm gương sáng, thì tự nhiên điện bị cúp. Và đây không phải tự nhiên mà là có ý đồ. Cả hội trường chìm trong bóng tối. Bây giờ cha mới bật một que diêm lên rồi giơ cao và hỏi: Anh chị em có thấy ánh sáng từ que diêm này không? Thì mọi người đều đáp có thấy. Và cha đó nói tiếp: Dù bóng tối phủ dày, nhưng chỉ cần ánh sáng của một que diêm thôi cũng đủ cho nhiều người chung quanh nhìn thấy. Như thế, ánh sáng của việc tốt dù là nhỏ bé cũng có thể tỏa ra trước mắt của nhiều người trong một xã hội mà chúng ta thấy bóng tối bao trùm. Rồi sau đó Ngài gọi những ai có mang theo hộp quẹt trong túi thì hãy bật quẹt lên, hay là quét que diêm đó thì quẹt cái que diêm lên. Và mọi người bật quẹt lên rồi mở diêm ra, và lúc đó thì cả hội trường chan hòa ánh sáng từ những hộp quẹt nho nhỏ, từ những que diêm nho nhỏ của những người hiện diện. Và lúc đó thì cha mới nói: Nếu mỗi người chúng ta cố gắng thực hiện một việc tốt mỗi ngày, thì cuộc đời chúng ta sẽ tỏa sáng như những que diêm ở trên tay chúng ta đây. Mà nhờ đó bóng tối của tội lỗi, của thói xấu, của tệ nạn sẽ bị đẩy lùi dần dần. Anh chị em thân mến, ngày xưa nhờ ánh sáng của ngôi sao là rực sáng lên ở phương đông mà các nhà chiêm tinh lần theo ánh sáng đó và tìm gặp được Chúa cứu thế.
Mỗi người chúng ta cũng hãy trở nên như là một ngôi sao đó, bằng đời sống gương sáng của chính mình. Và để làm ánh sáng cho Chúa Kitô thì làm sao đây? Khi ra khỏi nhà thờ, anh em ngước mắt lên nhìn cái hai cái chữ ở cuối nhà thờ trên đế cổng đó, thành tín và yêu thương. Và Chúa là thế, Chúa thành tín trong mọi lời Chúa nói, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Đơn giản lắm, thế nhưng lại cũng khó lắm. Ta xem lại coi, ta có thành tín trong mọi lời ta nói không? Và có đầy yêu thương trong mọi việc ta làm không? Nếu chỉ cần một lời gian dối, nếu chỉ cần một lời thù ghét, thì thay vì thắp sáng lên, ta lại dập tắt đi ánh sáng mà Chúa đang chiếu soi trong lòng người ta. Và ngày xưa ở bên Ấn Độ có một con người hết sức người là tuyệt vời, Mahatma Gandhi. Ông ta yêu mến Chúa Giêsu, là một người theo Ấn Độ giáo, nhưng mà ông ta đã biết Chúa nhờ cuốn Thánh Kinh. Để rồi làm sao? Ông ta đi lễ đến một cái nhà thờ, và ở đó người ta không cho ông vào. Ông hỏi sao? Đây là nhà thờ dành cho người da trắng, còn người da màu đi chỗ khác. Mà chính vì thế mà mặc dù rất yêu mến Chúa Giêsu, đi đâu cũng mang theo cái cuốn Tân Ước đi theo mình, và hàng ngày mở ra đọc trong đó để nhờ lời Chúa điều khiển cuộc sống của mình, nhưng mà ông không có theo đạo. Chỉ vì một cái việc làm rất là ngược lại với tinh thần của Chúa Giêsu. Trong bài đồng một chúng ta đã nghe nói về việc muôn dân tìm về với Chúa. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi với Jerusalem, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Tất cả những ai từ xa ba đi tới đem theo vàng nhũ hương, và họ sẽ tuyên đao lời ca ngợi của Chúa. Thế nhưng đến Jerusalem thì họ lại không gặp Chúa hài đồng, mà lại gặp Herode. Và một chút nữa thì họ đã không gặp được Chúa hài đồng. Lúc đó họ không thấy ánh sao ở đâu, và họ mới hỏi. Thì cái việc không thấy ánh sao đó diễn tả ra cái thử thách trong đức tin mà chúng ta gặp phải. Có những lúc chúng ta không thấy Chúa ở đâu, là Chúa con sống tốt mà sao cứ gặp sự khó như thế này, con làm tốt cho người ta mà lại bị người ta ngược đãi, bị người ta vu vạ. Nhưng mà đó mới là những lúc mà chúng ta tỏa sáng đức tin của mình. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được biết Chúa, và công việc của chúng ta đó là mang Chúa đến cho mọi người. Đơn sơ lắm nhưng mà cũng rất khó, bởi vì con người của chúng ta nó bản tính tự nhiên nó đi ngược lại. Chúa là ánh sáng, và Chúa là sự thật, Chúa là tình yêu, Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Và ngược lại là ma quỷ, con của Chúa thì cũng phải thành tín, cũng phải yêu thương. Con của ma quỷ là gian dối và thù hận. Khi chúng ta vui mừng trước cái sự khó của một ai đó mà chúng ta ghét, thì chúng ta cũng đang làm công việc của Herode, muốn loại trừ. Khi chúng ta có một lời gian dối, một cử chỉ, một thủ đoạn nào đó mà sợ người ta biết đến, ta sợ ánh sáng, thì làm sao ta là ánh sáng cho người ta được? Xin cho chúng con là ánh sáng cho những người đương dân chung quanh, bằng một đời sống thành tín trong mọi lời mình nói, và yêu thương trong mọi việc mình làm. Amen.